Em xin đại diện IV43 trình bày về TURP. TURP là cắt đốt tiền liệt tuyến qua ngã niệu đạo. Đây là một thủ thuật thường dùng để điều trị phì đại tiền liệt tuyến lành tính, mức độ từ vừa đến nặng. Trong quá trình tiến hành thủ thuật, để rồng rửa, người ta thường sử dụng các dung dịch sorbitol, glycine, mannitol. Bởi vì các dung dịch này không chứa các chất điện giải, không dẫn điện, giúp nhìn tốt, gần đẳng trương nên sẽ giảm thiểu tán huyết nếu có hấp thu vào lòng mạch. Những dung dịch không nên dùng, thứ nhất là NaCl 0,9% và Ringer lactate. Vì mặc dù đây là những dung dịch đẳng trương không gây tán huyết khi hấp thu vào lòng mạch, nhưng có chứa các ion dẫn điện sẽ không an toàn khi sử dụng các thủ thuật có liên quan đến giao điện. Thứ hai là nước cất. Vì khi hấp thu vào lòng mạch, nước cất sẽ gây ra tan huyết và giảm natri máu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.